tắm biển mua kia nhà biết đâu qua rồi lại tại vì hôm nay là mình đi ra thì nó hơi xíu xíu nữa quay qua coi nó chở đi tí nó mới ra cái xe cái chở về cho nhanh kê đó là cái thời gian tắm biển đó sẽ dành cho anh chị rất nhiều và nói chung là em xin giới thiệu như vậy anh chị biết cái hình cái tại sao mà dạ đi theo em chào chào sáng nè.